Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để chỉnh lý dự thảo dự án luật giáo dục sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội theo quy định. Những tranh cãi xung quanh vấn đề về sử dụng sách giáo khoa trong thời gian vừa qua cũng đã được Thủ tướng Chính phủ đề nghị làm rõ. Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần quy định rõ việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng ổn định trong giảng dạy và học tập, tránh lãng phí, tạo độc quyền giáo dục trong in, phát hành sách giáo khoa. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp khắc phục tình trạng lãng phí sách giáo khoa, yêu cầu việc in ấn, xuất bản phải được minh bạch, công khai, làm tốt công tác xã hội hóa, tránh độc quyền, lợi ích nhóm. Phía biên soạn cũng nên xem xét lại, không để việc viết, vẽ vào sách giáo khoa. Bên cạnh đó, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Thanh thiếu niên và Nhi đồng tiếp tục rà soát các quy định của dự thảo luật, đặc biệt lưu ý giữ ổn định hệ thống, bao quát được các loại hình, mô hình cơ sở giáo dục đại học hiện có.